Thu Thí xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục với tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, truyền thông Trung Quốc ngày hôm qua cho biết, trận mưa lớn nhất tại thủ đô Bắc Kinh trong 6 thập kỷ qua đã khiến ít nhất 37 người chết, nhấn chìm nhiều tuyến phố và làm 85.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay. Trận mưa bắt đầu vào chiều thứ Bảy và tiếp tục kéo dài tới tận nửa đêm, đã nhấn chìm nhiều tuyến đường lớn, bịt kín các lối xuống đường ngầm bằng những dòng nước lớn. Nhiều bức ảnh cho thấy toàn bộ các bãi đỗ xe đã bị ngập trong lúc nhân viên cứu hộ và giao thông ngụp lặn cố gắng khơi thông dòng chảy, còn các lái xe thì bất lực ngồi nhìn trong những chiếc xe ngập đến ngang hông. Chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết đã có ít nhất 37 người chết, gồm 25 người bị chết đuối, 6 người bị chết do nhà đổ, 5 người bị điện giật và 1 người bị sét đánh. Hơn 500 chuyến bay đã bị hủy bỏ và khoảng 85.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Phần lớn hệ thống tàu điện ngầm không bị ảnh hưởng, nhưng các dòng nước đã khiến mọi người bị mắc kẹt trên đường về nhà và không thể sử dụng xe ô tô, xe buýt hay taxi. Theo Tân Hoa Xã, lượng mưa trung bình tại Bắc Kinh vào khoảng 170mm, trong đó một khu phố ở quận Fangshan phía tây thành phố là 460mm. Lượng mưa lớn nhất kéo dài 14 giờ liền kể từ trận mưa kỷ lục năm 1951. Trên trang mạng của mình, chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết đang nỗ lực khơi thông dòng nước, đồng thời cảnh báo người dân sẵn sàng cho tình hình thời tiết xấu tiếp theo. Các nhân viên dự báo thời tiết nói rằng Bắc Kinh có nguy cơ bị ngập lụt trong mùa hè năm nay, bởi vậy có thể sẽ xảy ra mưa lớn trên diện rộng hoặc thời tiết cực đoan. Thưa quý vị, nhiều nơi ở thành phố cổ Phượng Hoàng ngập nước do mưa lớn ở Tương Tây, Hồ Nam, nhiều nơi ở Hồ Nam hứng chịu mưa lớn. Mực nước sông Trường Giang ở Jiangxi Tuya và Miao Autonomous Prefecture tăng vọt. Thành phố cổ Phượng Hoàng có lịch sử hơn 300 năm trở thành thành phố nước và một số lượng lớn các ngôi nhà bị ngập lụt. Theo mạng thời tiết Trung Quốc, vào lúc 6 giờ 4 phút sáng nay, Đài quan sát khí tượng tỉnh Tương Tây đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ, kêu gọi người dân tăng cường đề phòng. Tính đến 8 giờ sáng nay, tỉnh Tương Tây đã ghi nhận được 56 trạm mưa to đến mưa dông, 27 trạm mưa dông và 6 trạm mưa dông rất to trong 24 giờ qua. Trong số đó, quận Phan Huang ghi nhận 6 trạm mưa xối xả và lượng mưa lớn nhất là 246,5mm ở thị trấn Duli, thị trấn Liang Khao Giao. Lượng mưa lớn khiến mực nước sông Đà Giang ở huyện Phượng Hoàng tăng vọt, nhiều nơi ở thành cổ Phượng Hoàng bị ngập lụt, lũ thậm chí còn tràn vào nhà dân. Theo đoạn video quay trực tiếp, các con đường ở thành phố cổ Phan Huang về cơ bản đã bị ngập trong nước và mực nước sông Trường Giang ngang với chiều cao của cây cầu. Theo báo cáo của CCTV, một vụ lở đất đã xảy ra ở quận tự trị Maya Miao của thành phố Hoài Hóa vào khoảng 5 giờ sáng do mưa lớn, gây hư hại đường xá và nhà cửa. Qua xác minh sơ bộ, tính đến 9 giờ 30 phút đã có ít nhất 2 người tử vong và 4 người mất liên lạc. Hiện tại, nhân viên cấp cứu và cứu hỏa đang khẩn cấp cứu nạn tại chỗ. Ngoài ra, đài quan sát khí tượng Hồ Nam dự đoán rằng từ ngày 12 đến ngày 15, Hồ Nam sẽ có mưa lớn từ Bắc chí Nam, cục bộ đến mưa lớn kèm theo mưa lớn ngắn hạn, dông bão và thời tiết đối lưu mạnh khác, mạnh nhất vào ngày 14. Kể từ ngày hôm qua, các khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc đã trải qua lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Mạng thời tiết Trung Quốc dự đoán rằng tất cả các vùng của Quảng Đông sẽ tiếp tục có mưa lớn vào ngày hôm nay và một số khu vực có thể có mưa lớn. Theo một đoạn video được đăng tải trên Internet, một số con đường ở Chu Hải đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Để đối phó với tác động của lượng mưa lớn, Thâm Quyến đã ban hành cảnh báo mưa bão màu đỏ đầu tiên cho năm nay và thành phố đã chuyển sang trạng thái phòng thủ khẩn cấp. Tất cả các vùng của Quảng Đông đã hứng chịu trận mưa lớn này kể từ ngày hôm qua. Từ 6 giờ sáng ngày hôm qua đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, tổng cộng 34 trạm trong tỉnh đã có lượng mưa tích lũy vượt quá 250mm, được ghi nhận ở mỗi thành phố là Felicia, Quincheng District, Qingyuan Township 455mm, Yongsan Sanxian Town 433,3mm, Taiwan Town, Xinzhou District, Zhuhai 370,4mm, Hansan Town, Yangdong District, Yanjiang 364mm và Yemen Town, Tsinghua District, Yangmen 346,5mm. Kể từ 7 giờ 11 phút sáng nay, tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ ở Taishan, Zhuhai, Shenzhen và Liansan có hiệu lực. Đồng thời, 12 thành phố quận bao gồm Jinmen, Zhongshan,
Huizhou và Huaji đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam. Tín hiệu cảnh báo mưa dông màu đỏ được hiểu là tín hiệu cảnh báo mưa dông ở cấp độ cao nhất. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh Quảng Đông, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực của Quảng Đông trong ngày hôm nay và ngày mai. Mưa lớn có thể xảy ra ở một số khu vực bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, nhiệt độ trên toàn tỉnh sẽ giảm xuống. Trong ngày mai, nhiệt độ thấp nhất ở các thành phố và huyện phía Bắc Quảng Đông và phía Đông Quảng Đông dao động từ 21 độ C đến 23 độ C, các thành phố và huyện còn lại dao động từ 23 độ C đến 26 độ C. Dự kiến mưa ở các thành phố và quận miền Trung và miền Bắc sẽ yếu đi đáng kể trong ngày hôm sau, nhưng vẫn sẽ có mưa to ở một số thành phố ở quận phía Nam. Tất cả các vùng của Quảng Đông cũng đã ban hành thông báo tạm dừng các lớp học, trong đó các trường tiểu học, trung học cơ sở và trường mẫu giáo ở Quảng Châu, Trung Sơn và Triệu Khánh sẽ tạm dừng các lớp học cho đến 24 giờ ngày mai. Thâm Quyến, Sán Vĩ và những nơi khác đã quyết định gia hạn ngày đình chỉ đến ngày tiếp theo. Ngoài Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến và những nơi khác cũng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, trong đó Nam Ninh, Quảng Tây đã ban hành thư cảnh báo mưa lớn màu cam, kêu gọi người dân chú ý đề phòng động đất ở Bình Đàm. Kính thưa quý vị, theo đo đạc của mạng trạm Phúc Kiến, vào lúc 10 giờ 08 phút sáng ngày 16, một trận động đất mạnh 3,8 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển Bình Đàm, Phúc Kiến, với tâm chấn ở 119,9 độ Kinh Đông và 25,42 độ Vĩ Bắc. Trận động đất được cảm nhận rõ ràng ở huyện Ping Tan và cảm nhận nhẹ ở Fuqing, Fuzhou và những nơi khác, cách trạm địa chấn Ping Tan khoảng 13,8 km. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 16, Hô Giang, người đang làm việc trên tầng 18 của một tòa nhà trên đường Uji, đột nhiên cảm thấy tòa nhà rung chuyển nhẹ và màn hình máy tính xách tay của cô cũng rung lên vài lần. Ở huyện Ping Tan, cảm thấy rung chuyển nhiều nơi hơn ở Phúc Châu. Tôi nghe thấy một âm thanh bị bóp nghẹt và nghĩ rằng ngôi nhà đã bị sập. Cô U sống ở Ping Tan, Cheng Wan cho biết lúc đó cô đang rót nước vào cốc nước và cốc nước trên tay suýt rơi xuống đất trong quá trình lắc. Do âm thanh phát ra rất đột ngột và kéo dài chưa đầy 2 giây nên cô cũng như hầu hết cư dân không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ấy đã không chạy đến sân chơi của một trường tiểu học gần đó cho đến khi ai đó hét lên có động đất, nhưng lúc này sân chơi đã đầy những học sinh vừa mới được sơ tán đến. Tất cả học sinh trong trường chúng tôi chạy ra sân chơi. Một học sinh từ trường trung học Ping Tan Hai Jing nói rằng họ đang ở trong lớp khi trận động đất xảy ra. Giáo viên bảo họ đừng hoảng sợ, sau đó đưa họ đến sân chơi một cách có trật tự. Chờ một lúc, tôi thấy mọi thứ đã lắng xuống và một số học sinh đang quay trở lại lớp học. Tuy nhiên, do lo ngại về an toàn nên nhà trường cho nghỉ học sớm. Một trận động đất 4,5 độ khác cũng đã xảy ra ở ngã ba Vân Nam Tứ Xuyên, khiến hơn 100 ngôi nhà ở Kiều Gia, Vân Nam bị hư hại. Phóng viên được biết từ ban tuyên truyền của huyện Kiều Gia, tỉnh Vân Nam vào ngày 15 rằng lúc 15 giờ 44 phút ngày 15, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba của quận Huy Đông và quận Kiều Gia ở tỉnh Tứ Xuyên. Cho đến nay, trận động đất đã làm hư hại 174 ngôi nhà của 128 hộ gia đình và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 5,9048 triệu nhân dân tệ. Theo các báo cáo, độ sâu tâm chấn của trận động đất là 19 km, cách quận Kiều Gia 26,5 km và quận Kiều Gia cảm nhận được trận động đất ở các mức độ khác nhau. Theo thống kê sơ bộ, tính đến 19 giờ 30 phút ngày 15, trận động đất đã ảnh hưởng đến 16 ủy ban thôn, 36 nhóm dân làng, 162 hộ gia đình, 648 người ở 8 thị trấn, bao gồm thị trấn Behetan, thị trấn Jintang và thị trấn Minggu thuộc huyện Kiều Gia. 128 hộ gia đình và 174 ngôi nhà bị hư hại, 10 hồ chứa nước bị hư hỏng, 122 cửa xả khí sinh học bị hư hại và hơn 5.200 m2 đường bị sập, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp là 5,9048 triệu nhân dân tệ. Không có thương vong nào được báo cáo. Sau trận động đất, Li Yong, phó bí thư thành ủy Giao Tông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành chỉ thị yêu cầu quận Kiều Gia kiểm tra tình hình thiên tai và báo cáo tình hình kịp thời, đồng thời hết sức coi trọng tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất và đời sống của nhân dân vùng bị ảnh hưởng. Huyện ủy và chính quyền quận Kiều Gia ngay lập tức triển khai đặc biệt cử một nhóm công tác đến khu vực bị thiên tai, đi sâu vào các thị trấn để hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai và nỗ lực hết sức để đẩy nhanh tiến độ rà soát thiên tai, tăng cường công tác nghiên cứu, phán đoán và phòng ngừa. Dự báo phân tích kỹ diễn biến động đất, nắm bắt toàn diễn biến thiên tai và báo cáo diễn biến thiên tai kịp thời. Bố trí sản xuất và đời sống của đồng bào bị thiệt hại một cách hợp lý, bảo đảm cho đồng bào bị nạn có nhà ở, quần áo, an ninh lương thực, nước sinh hoạt, giáo dục, y tế, tiến hành điều tra loại bỏ kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn, ngăn chặn sự xuất hiện của thiên tai thứ cấp, phổ biến kiến thức cứu trợ thiên tai,
tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng không tin bịa đặt, tung tin đồn thất thiệt để đảm bảo ổn định xã hội. Hiện nay, đường giao thông, điện, thông tin liên lạc vùng bị thiên tai hoạt động bình thường, sản xuất và đời sống của nhân dân ổn định, xã hội ổn định. Phóng viên được biết, kể từ tháng 8 năm ngoái, đã có nhiều trận động đất với cường độ trên 4 và dưới 5 độ Richter ở quận Gyeongsa. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm qua, cô Hoang sống ở đường Hudong, Phúc Châu đang chào đón bạn bè ở nhà thì đột nhiên tòa nhà rung lắc dữ dội, rung chuyển lên xuống rồi sang trái rồi sang phải. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là có động đất, cô ấy và bạn của cô lao ra khỏi phòng và không thèm xỏ giày vào. Họ không dám đi thang máy do động đất nên đã nhảy cầu thang bộ từ ngôi nhà 19 tầng của họ xuống tầng 1. Khi hai người thở hồng hộc chạy xuống lầu, rất nhiều hàng xóm đã tập trung ở dưới lầu. Rất nhiều người trong số họ đang dùng điện thoại di động gọi điện thoại. Khi xác nhận được rằng đó chỉ là một trận động đất nhỏ, mọi người đã đi thang máy trở về nhà. Một trận động đất khác với 3,8 độ Richter ở vùng biển Pingtan khiến người dân Phúc Châu bàng hoàng. Vào lúc 1 giờ 34 phút sáng hôm qua, một trận động đất mạnh 3,8 độ Richter đã xảy ra tại khu vực biển Pingtan, tỉnh Phúc Kiến, vị trí ở 25,42 độ Vĩ Bắc, 119,9 độ Kinh Đông, rất may không gây ra thương vong, thiệt hại lớn về tài sản. Tâm chấn của trận động đất nằm ở vùng biển phía đông Pingtan, Đông Ngao, cách Pingtan Cheng Quan khoảng 17 km. Khi trận động đất xảy ra, đảo Pingtan cảm nhận được trận động đất mạnh mẽ và thành phố Rongcheng cũng rung chuyển vài lần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của Đoàn Liên Tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.